Mời các bạn đến với kênh Khám Phá. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm món quà handmade nho nhỏ này để dành tặng cho bạn bè, người thân, người yêu, vân vân. Vâng, ở đây thì các bạn cần chuẩn bị đó là một cái lọ. Cái lọ này là thuốc xịt tép tôi mua 2.000 ở ngoài chợ. Một đoạn gỗ như này và một cái phần để giữ gỗ để tí chúng ta tiện thành những cái sở thích. Ở đây tôi sẽ tiện cái hồ lô. Và đã tiện thì phải có motor tương đối khỏe để tiện. Và một đoạn chỉ như này để buộc hồ lô bên trong. Cộng thêm lại những cái tinh thể thạch anh này. Bạn nào có điều kiện thì mua kim cương vẫn được. Tôi nghèo, tôi ra suối nhặt thạch anh. Nhìn nó rất là bóng nhưng mà rẻ mạt, đẹp đẽ. Chủ yếu là cái ý nghĩa của món quà mình tặng. Và cái đinh này để đóng vào gỗ này. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm. Vâng, bây giờ tôi sẽ đóng cái phần này vào. Phần này của nó là tôi cũng chả nhớ lấy đâu. Nhưng mà các bạn không cần phải làm theo tôi. Cứ làm sao mà các bạn giữ được cái gỗ và chụp motor được. Dùng mọi thủ đoạn để chế được đồ. Vâng, đại loại là khi đóng vào đây xong thì nó sẽ như này. Các bạn siết chặt nó lại. Vậy là bây giờ nó đã bám chặt vào motor này. Nên chúng ta chỉ việc cắm điện và tiện nó đi thôi. Tôi sẽ bỏ này sang một bên. Vâng, ở đây thì tôi dùng cái bộ nguồn đa năng của tôi này để tiện nó. Bây giờ bật lên thì có thể có xoay chậm này. Nếu lúc đầu nó văng thì chúng ta xoay chậm, sau đó chúng ta điều chỉnh dần cho tít lên. Vâng, ở đây trước khi tiện thì tôi cũng sẽ gỡ ra trước để xem là cái nắp chai nó có kích cỡ như nào để mình đút cái nắp vào và cái hồ lô vào cho tiện. Ở đây tôi sẽ tiện một cái hồ lô gỗ treo bên dưới là một viên thạch anh tinh thể. Cái nắp của chúng ta khá to, có thể vừa ngón tay. Bây giờ tôi sẽ tiện cái hồ lô tầm bằng này. Vâng, ở đây trước khi tiện thì tôi cũng đẽo cho nó tương đối ổn định đi. Thì tiện nó sẽ dễ dàng hơn, nó không bị lắc rung. Vâng, bây giờ cái đầu này của nó khá tròn, tôi sẽ đấu trong motor máy may. Bởi vì motor máy may nó rất khỏe và tiện nó sẽ nhanh hơn. Vâng, vừa xong do cái gỗ bị nứt nên không để ý đã vỡ, về tôi thay gỗ khác. Thì tôi sẽ tiện lại cái này. Vâng, các bạn tiện cho nó tròn như này, đúng vừa cái lỗ của cái chai thủy tinh này là được. Nó căng một tí thì nó sẽ không bị rơi. Vâng, ở đây thì tôi đã cắt nó ra và lắp vừa này. Tương tự thì các bạn cũng tiện một cái hồ lô này nữa. Các bạn có thể tiện quả gì tùy ý, hoặc treo cái gì cũng được. Vâng, sau một hồi thì tôi đã tiện được quả hồ lô như này. Nhìn rất là đều, rất là bóng. Bây giờ tôi sẽ buộc dây vào đây. Tôi sẽ dùng dây chỉ màu đỏ như này để buộc lại và thắt một cái nơ đây, nhìn cho nó đẹp. Này gái nó thích.
Vâng, sau một hồi vật lộn thì tôi đã buộc được cái nơ vào đây, và đằng sau này có cái dây để chúng ta treo. Nếu chúng ta thả này vào thì nhìn nó cũng mơ mộng một phết. Bây giờ tôi sẽ làm móc treo. Ở đây tôi sẽ dùng một cái đầu đinh như này. Tôi sẽ uốn lên trên thành một cái vòng tròn để làm móc treo. Lần này thì các bạn phải uốn cẩn thận cho nó tròn tròn một tí. Tôi sẽ cho nó ôm sát vào đây để uốn. Vâng, đại loại là sẽ uốn thành như này. Ở đầu này các bạn mài nhọn nhọn một tí để cho nó đỡ sắc, đỡ đâm gỗ. Bây giờ tôi sẽ khoan một lỗ từ trên xuống dưới. Nếu các bạn không khoan mà cố đóng này nó sẽ nứt cái gỗ ra. Vì vậy chúng ta cứ nên khoan thủng một lỗ cho chắc ăn. Nhưng mà khoan lỗ bé, nếu mà lỗ to thì nó lọt quá nó lại lỏng. Vâng, đại loại là sau một hồi xe chỉ luồn kim thì tôi được như này. Bây giờ tôi sẽ vắt sợi chỉ ở đây. Sau đó là các bạn ướm thử. Đầu này là vừa, bạn cho vào giữa chai. Đây. Sau đó tôi sẽ đóng cái này vào. Một tí chúng ta cắt cái phần chỉ thừa đi. Vâng, đây chính là cái phần hồ lô đã được treo. Bây giờ tôi sẽ cắt cái phần dây đi. Ở đây thì tôi sẽ trang trí bên trong cho nó. Tôi sẽ đổ vào đây một nắm gạo. Các bạn đã nhặt những hạt gạo đều không bị gãy và sấy khô đi. Đấy, tôi sẽ dùng một viên thạch anh như này nữa, nhìn khá giống kim cương. Vào đây. Sau đó tôi sẽ nút nó lại. Vâng, đại loại nó sẽ như này. Bây giờ ở đây tôi sẽ buộc cho nó một cái nơ. Các bạn buộc cho tôi này. Sau đó chúng ta chỉnh sửa. Sau một hồi chỉnh sửa thì tôi được như này. Bây giờ tôi sẽ cắt ở đây. Các bạn làm tương tự hai bên. Vâng, đây là cái nơ của tôi. Bây giờ tôi sẽ dùng chỉ này để cố định ở đằng sau cho nó khỏi tuột. Sau đó dùng chỉ này để buộc luôn vào cổ chai này. Vâng, tôi đã đính nó vào như này. Và bây giờ tôi sẽ buộc vào đây. Vâng, đây chính là phần đằng sau của nó. Tôi sẽ cắt đi để thừa bằng này, nhìn cho nó chất chơi. Bây giờ làm dây treo đây nữa là xong. Vâng, ở đây tôi sẽ dùng cái dây quần này để làm dây treo. Vừa mặc quần đùi, quần chun không cần dây nữa, nên tôi rút cái dây này ra luôn để làm dây treo. Bên trên các bạn cũng buộc một nút nữa vào là xong. Vâng, đây chính là thành phẩm. Sản phẩm này nhìn handmade này cũng đơn giản, phù hợp với các bạn nữ hơn. Và tôi vẫn làm video này, nếu mà ai không xem thì có thể next qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công.